Balada. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Kỳ thi này ta nhất định sẽ bản hộ đề danh để đáp đền ơn của nàng. Con hãy yên tâm lên đường, việc nhà đã có Thoại Khanh lo cho mẹ. Ta đã để ý nàng từ khi tuổi trăng tròn, nhưng mà giận một cái nàng không chọn ta. Nàng lại chọn tên Châu Tuấn, vừa nghèo hèn vừa không thông minh bằng ta. Cái tên đầu tiên luôn là tên của cậu Châu Tuấn. Năm nay ta mở hội khoa thi, ngoài việc chọn hiền tài để ra giúp nước, ta còn chọn người kế vị ngai vàng. Châu Tuấn, Khanh rất xứng đáng để ta chọn Khanh làm phò mã cho công chúa con gái ta. Xin hoàng thượng tha tội, thần đã có tiện nội ở quê nhà, không thể sánh duyên cùng công chúa được. Xét trạng nguyên Châu Tuấn phạm thượng kỳ huynh, địch mãn với triều đình, biếm nhục công nương, hoàng thượng hạ chiếu tước áo mão của trạng nguyên, đài sang tề quốc. Nếu như mà ngài còn bức tôi sẽ cắn người chết tại chỗ này. Nàng đẹp như vậy làm sao ta để cho nàng chết được chứ? Nghe lời ta. Đại nhân, ngài đánh ra. Thôi ngài bình tĩnh đi. Thôi ngài. Chết rồi con ơi, hắn mà tỉnh lại thì hắn sẽ trả thù hai mẹ con mình. Con ơi, mẹ con mình phải trốn. Con ơi, lại lên mẹ. Con hãy chạy đi. Thế nào quân lính nó cũng đuổi theo à, mà con dắt mẹ đi theo nữa chạy không có kịp đâu. Không đâu mẹ, con đi thì hai mẹ con mình cùng đi, con chết thì cùng chết, con không thể bỏ mẹ lại một mình ở đây được. Nhưng mà mẹ con mình thì không có bà con thân thích, không tiền bạc gì hết, mà biết chạy đi đâu bây giờ con? Hoàng Khanh! Tuấn kìa mẹ! Tên tương tự cho lính đi tìm hai mẹ con ở khắp nơi. Hắn còn nghiêm cấm tất cả dân làng không ai được phép chứa chấp. Ai mà cãi lệnh sẽ bị chém chết cả nhà. Trời ơi! Cái tên tương tự khốn kiếp này, nó đã chặn hết con đường sống của mẹ con mình rồi. Châu Mộc, biết được hoàn cảnh của hai mẹ con, dân làng ai cũng tỏ lòng thương tình, nhưng mà vì là phận dân đen nên không ai dám cãi lời vì sợ liên lụy. Châu Mộng, ở đây có một ít lương khô và vài nén bạc, Châu Mộng hãy cầm lấy mà tìm cách thoát khỏi chỗ này đi. Thôi Khanh, con giữ lấy đi. Dạ, con xin đã thúc thúc. Thôi thúc thúc hãy đi mau đi, kẻo quân lính tới bắt gặp thì việc cho thúc thúc lắm. Bây giờ con sẽ dẫn mẹ đi tìm Châu Lan. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bảo trọng nha. Dạ con đi mẹ. Thúc thúc mình đi mẹ. Đi con ơi. Mẹ mệt quá con à. Thôi, mình đã đi xa Bình Hoa rồi. Sẵn đây có cái quán, mình vô nghỉ ngơi một chút đi mẹ. Vậy cũng được. Thôi, vô quán này nghỉ một chút đi con. Mời hai mẹ con vào quán. Dạ. Mẹ con đói lắm rồi. Ba ở đây có cháo không? Có. Vậy tôi làm hai tô ha. Ba chỉ cần làm một tô cho mẹ con thôi. Con, sao con không ăn luôn? Con có cơm khô rồi, không sao đâu mẹ. Vậy một tô thôi ha, tôi vào làm ngay nha. Dạ. Con, mấy ngày nay đi đường cũng mệt mỏi, con ăn với mẹ một miếng cháo cho lợi sức nha con.
Con không sao đâu mẹ. Cháo nóng tới rồi, mời quý khách dùng. Dạ. Mẹ ơi, cháo nóng nè, mẹ ăn một miếng nha. Bá ơi, cô đem củi về này. Bá ơi, xích phạm, phải xích phạm không? Hội khanh tỷ tỷ. Mẹ. Bá mẫu. Chết. Sao hai người ở đây? Bá mẫu, tại sao hai người ở đây? Xích phạm. Dạ. Tội nghiệp Châu Tướng thi đỗ trạng nguyên, chưa kịp vinh quy bái tổ thì đã bị đài ra nuốt tài. Không biết bao giờ nó trở lại quê hương. Bây giờ con biết chàng đã sao nữa. Châu Quỳnh có nhắn với con là thà người có chịu tội với triều đình sao đi chăng nữa cũng không thể nào để tỷ tỷ với lại bá mẫu đau lòng. Vậy mà Cường Tự đã nói với tỷ, Châu Lan vì thấy công chúa xinh đẹp cho nên buông lời trêu ghẹo, mới bị nhà vua tức giận rồi đẩy đi biệt xứ. Có chuyện này hả tỷ tỷ? Tỷ á, tỷ đừng có nghe cái tên Tương Tử dối trá đó. Dù không nói nhưng bà con ai cũng biết cái chức tri huyện là do hắn bỏ bạc ra mà có. Còn con, sao ra đến nông nỗi này? Tới bây giờ con vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Đúng là có kẻ hại đệ rồi. Không biết lý do gì tại sao hắn lại muốn giết đệ. Đệ sống nó không gây thù chút án với ai mà sao á hại đệ đã tới nông nỗi này. Với lại á, do cái chân nó hành đệ quá cho nên á, đệ không thể nào đi về quê báo cho tỷ tỷ với bá mẫu biết được. Bá mẫu với tỷ tỷ á bị tên Tương Tử đó ức hiếp, giờ phải bỏ nhà ra đi. Bây giờ tính sao hả tỷ tỷ? Tỷ tính cùng mẹ ra nước Tề để tìm Châu Lan. Ta luôn có linh cảm Châu Lan đang chờ hai mẹ con ta. Với lại ở nơi quê nhà bây giờ đâu còn chốn dung thân, cho nên ta với mẹ đã phải ra đi thôi. Còn ba mẫu cũng nghĩ như Thoại Khanh, phải đi tìm Châu Tuấn. Dù nó đang ở hoàn cảnh nào, ba mẫu cũng mong cả nhà được đoàn tụ. Phải chi cái chân của đệ đừng có dở chứng đau nhất thì đệ sẽ theo bá mẫu và tỷ tỷ đi tìm Châu Huynh rồi ngặt nổi. Cái giò của mi bị như vậy lết được bao xa mà đòi đi? Dạ chân con như vậy không có đi được đâu. Xích đệ nên ở lại đây, nếu trời Phật thương cho tỷ và mẹ được gặp Châu Lan thì tỷ và mọi người sẽ quay lại đây đón đệ. Sau đó chúng ta sẽ cùng về quê mời thầy thuốc để chữa trị cho đệ. Tỷ nói như vậy á đệ mừng lắm. Xích đệ,
Ta thấy chân của Xích Đệ đã trở đau, để tiễn ta với mẹ tới đây được rồi. Đệ hãy quay về đi. À, còn đây là một ít bạc dụng bá bá kêu đệ phải đưa cho tỷ tỷ và bá mẫu. Tỷ giữ lấy mà phòng thân nha. Đệ cho ta gửi lời đa tạ đến ba má. Người nghèo giúp đỡ nhau mà, ơn nghĩa cái gì. Bá mẫu à, bá mẫu nhớ bảo trọng nha. Tỷ đi, mình đi nè. Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, rồi làm tiếp. Không biết tới bao giờ để mới được tự do như chim trời kia, để bay về với mẹ và vợ của mình. Để đừng bi quan quá, hãy cố lên, thời gian sẽ qua nhanh thôi mà. Trong các phạm nhân này, ai là Châu Tuấn? Kêu đệ kìa. Châu Tuấn là tại hạ. Đức vua đã xem lại cáo trạng của nhà ngươi rồi, thấy được tấm lòng nhân hậu, hiếu thảo và trung thủy, nên nhà vua đã cho ngươi khôi phục lại chức quan như cũ. Hãy mau vào kinh ý kiến đi. Dạ, anh tạ hoàng ân, xin đa tạ ngài đã thông báo. Mẹ, mình ngồi nghỉ một chút đi mẹ. Đây. Con, mấy ngày nay con dìu dắt mẹ, khi mẹ mệt lại con lại cõng mẹ nữa, liệu con còn sức đi nổi nữa không con? Mẹ à, dì Châu Lan, con quyết sẽ đi tìm chàng cho bằng được. Con thật là người vợ hiền, có tấm lòng nhân hậu, vừa cõng mẹ, vừa xin tiền của bá tánh để làm lộ phí đi tìm chồng. Mẹ à, mẹ đừng có nói như vậy mà. Mẹ ơi, mẹ hãy cố gắng lên, đi qua hết khu rừng trước mặt, chúng ta sẽ tìm nơi nghỉ chân nha mẹ. Giờ này mà đi vô rừng trời tối, nguy hiểm lắm con à. Mẹ, con đã hỏi thăm rồi, đây là con đường tắt ngắn nhất để chúng ta đi qua khu rừng. Ở đây không có nhà dân để chúng ta tá túc đâu mẹ. Con ơi. Dạ. Vậy thì chúng ta mau lên đường trước khi trời tắt nắng. Dạ. Đi con. Mình đi mẹ. Con. Dạ. Mẹ mệt quá con ơi. Mẹ ngồi xuống đây nghỉ đỡ một chút nha. Mẹ dựa vô đây. Con ơi, mẹ đói mà khát nữa.
đi lạc ở trong cung này mấy ngày nay rồi. Thức ăn cũng đã hết, nước cũng không còn. Mẹ ơi, hay là mẹ ngồi ở đây để con đi tìm khe suối nào con lấy nước cho mẹ nha. Đừng. Trong rừng này nguy hiểm lắm, nhiều thú dữ lắm, có cọp nữa con à. Con đừng đi con ơi. Nhưng mà mẹ đang nói, con biết làm sao bây giờ? Không sao đâu. Mẹ con mình ngồi nghỉ một chút đi, rồi tìm cách đi ra khỏi khu rừng này. Con đừng đi nha con. Dạ, vậy thôi, mẹ vừa vô nghỉ một chút đi. Mẹ ơi. Con ơi, có tiếng cọp mẹ ơi. Con ơi, cọp con ơi. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Mình phải đi, mình phải đi ra khỏi khu rừng này. Mẹ cố gắng lên nha mẹ. Con ơi, mình đi nè. Cố lên mẹ ơi. Cố gắng lên đi mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ đã kiệt sức chắc bò mà ăn ở đây rồi con ơi. Mẹ ơi, không đâu mẹ ơi, mẹ không được chết. Mẹ, mẹ ráng lên đây chút nữa đi nha mẹ. Con à, giờ này mẹ không muốn chết đâu, vì mẹ chưa có gặp được đứa con hiếu thảo của mẹ đã mang tội khi quân bị lưu đày. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mình đang cố gắng vượt qua khu rừng này nữa là chắc chắn có xóm làng họ sẽ cứu mình. Mẹ cố gắng lên nha mẹ. Mẹ ơi. Con ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Mẹ không chịu nổi. Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ sắp vậy nè mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Chắc là mẹ đang nói. Những lần sau như thế này mình biết tìm đâu ra thức ăn cho mẹ chứ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Lỡ mẹ có mình hèn nào, mình làm sao ăn nói với Châu Lan đây. Mình phải đi tìm thức ăn cho mẹ. Nhưng mà trong lần sau như thế này mình biết tìm đâu ra thức ăn cho mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mẹ ơi. Chỉ còn có một cách, chỉ có cách này mới có thể cứu được mẹ thôi.
Tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi. Con tìm được đồ ăn cho mẹ rồi nè. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Rồi nè mẹ. Mẹ ơi. Có thức ăn rồi. Đi dậy ăn cho khỏe nha mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ, mẹ ăn một miếng. Mẹ thật. Ở đâu con có vậy? Thịt của con cọp nó để lại đó nha. Mẹ đang ăn một miếng đi. Ăn một miếng đi. Con ơi, con ơi, con chút nè, con ăn đi. Mấy bữa nay con cũng nhịn đói nhịn khát rồi. Con hỏi Khanh ơi, hỏi Khanh, con đâu rồi con? Hỏi Khanh con. Con ăn miếng đi con. Thổi Khanh. Con ơi, có phải con xỉu vì đói lắm không con? Ăn đi con. Ăn đi mẹ miếng đi con. Con, con ăn đi mẹ miếng. Thôi Khanh.
Thổi Khanh ơi, có phải con nấp thịt cho mẹ ăn không con? Thổi Khanh, có phải con nấp thịt cho mẹ ăn không con? Trời ơi, Quai, cứu mẹ con tôi không? Quai, cứu mẹ con tôi không? Quai, cứu mẹ con tôi không? Bà lão kia, bà hãy cầm chiếc lá này đắp vào vết thương cho cô gái. Thổi Khanh ơi, mẹ con mình được cứu rồi con ơi. Tỉnh dậy đi con ơi. Con, Thổi Khanh ơi. Tỉnh lại đi con ơi. Con tỉnh rồi hả con? Con tỉnh rồi. Con tỉnh rồi. Mẹ. Con tỉnh rồi. Ai cứu mẹ con mình vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Là ta đây. Ông là ai? Ta là sơn thần của khu rừng này. Chính ta đã cứu cô. Đa tạ sơn thần đã cứu mạng. Cô gái kia, cô có cặp mắt rất là xinh đẹp. Cô hãy đưa nó cho ta để đền ơn cứu mạng. Không, ta không thể đưa cặp mắt cho người được. Xin sơn thần thương tình, lão đã mù lòa, chỉ còn có con dâu của lão sáng mắt để dẫn lão đi tìm cô. Nếu vậy thì hãy để mạng sống của bà ở đây. Nàng hãy chọn đi một trong hai điều kiện. Con hãy đi đi. Con hãy để mẹ ở đây. Con hãy đi đi. Con hãy đi đi con. Đi đi không, con. Không đâu mẹ. Mẹ phải sống để gặp con trai của mẹ. Nếu như mà mẹ có mình mẹ nào, làm sao con nói với Châu Lan hả mẹ? Châu Quỳnh có nhắn với con là thà người có chịu tội với triều đình sao đi chăng nữa cũng không thể nào để tỷ tỷ với lại bá mẫu đau lòng. Vậy mà Cường Tự đã nói với tỷ, Châu Lan vì thấy công chúa xinh đẹp cho nên buông lời trêu ghẹo, mới bị nhà vua tức giận rồi đẩy đi biệt xứ. Đức vua đã xem lại cáo trạng của nhà ngươi rồi, thấy được tấm lòng nhân hậu, hiếu thảo và trung thủy, nên nhà vua đã cho ngươi khôi phục lại chức quan như cũ. Hãy mau vào kinh mà yếu kiến đi. Dạ anh ta hoàng ân, xin đa tạ ngài đã thông báo. Mẹ không muốn chết đâu, vì mẹ chưa có gặp được đứa con hiếu thảo của mẹ đã mang tội khi quân bị lưu đày. Mẹ ơi, mình đang cố gắng vượt qua khu rừng này nữa là chắc chắn có xóm làng, họ sẽ cứu mình. Mẹ cố gắng lên nha mẹ. Mẹ ơi.